Bạn căng thẳng và mệt mỏi khi phải thức dậy vào buổi sáng để đi làm. Cho đến khi bạn tìm thấy điều gì đó mà bạn thực sự thích làm. Có lẽ bạn sẽ không thành công bởi vì chỉ kiếm tiền không khiến bạn thành công. Đây là một cảm nhận cá nhân của một bạn trẻ với cuốn sách Think and Grow Rich. Tôi đã mua cuốn sách này năm 2008. Điều kỳ lạ là tôi thậm chí không có bất kỳ ý niệm mơ hồ nào về loại sách này khi tôi mua nó, cuối cùng tôi phát hiện ra rằng nó thuộc thể loại self-help. Tựa đề cuốn sách Think and Grow Rich suy nghĩ và làm giàu của Napoleon Hill chợt lóe lên trong đầu tôi, tôi lao vào đọc. Tôi đã đọc xong lượt thứ hai với kế hoạch trong tương lai sẽ đọc nó lần thứ ba, thứ tư và thứ năm nếu thời gian cho phép. Nhưng cuộc sống quá ngắn ngủi và có quá nhiều sách tôi vẫn phải đọc. Dù sao đi nữa, tôi phát thảo ở đây một bản tóm tắt triết lý của cuốn sách về cách tích lũy một số tiền khổng lồ. Tôi cũng thấy hấp dẫn với các chủ đề về nguyên tắc tự ám thị. Tò mò xem tất cả những thứ này là gì tại sao bạn không chộp lấy cuốn sách và được đánh thức bởi những chân lý vĩnh cửu về cách thu hút làn sóng giàu có đang dâng trào tìm một cái gì đó bạn thích làm bạn phải yêu những gì bạn đang làm bạn phải lo lắng để đi làm vào buổi sáng cho đến khi bạn tìm thấy điều gì đó mà bạn thực sự thích làm có lẽ bạn sẽ không thành công bởi vì chỉ kiếm tiền không khiến bạn thành công xây dựng kế hoạch hành động phát triển một kế hoạch cần nhiều hơn là chỉ suy nghĩ bạn cũng phải hành động hưu nói rằng bạn có thể không hình dung ra tất cả các chi tiết ngay từ đầu nhưng lập một kế hoạch là một khởi đầu tốt bạn luôn có thể thay đổi kế hoạch của mình sau này anh ấy nói thêm liên quan đến người khác hưu nói rằng ngoài việc tìm kiếm thứ mà chúng ta đam mê chúng ta cần liên kết với những người khác để đạt được mục tiêu của mình cho dù chúng ta thông minh đến đâu chúng ta cần những người khác vì chúng ta không thể biết mọi thứ về một điều cụ thể đừng quên cho đi bạn càng thành công bạn càng có khả năng cho đi và tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của người khác đó là triết lý mà tôi đã thấm nhuần khi đọc cuốn sách này hầu hết những người thành công đều rất sẵn lòng giúp đỡ người khác đạt được mục tiêu của họ tôi muốn trình bày ở đây những hiểu biết sâu sắc mà tôi đã thu được khi đọc cuốn sách này